23. Chó Car và Nai Lông Xám Ở phía bắc vùng Proviken, chỗ giáp ranh giữa hai tỉnh Östergötland và Somland, mọc lên một quả núi dài mấy dặm và rộng một dặm. Giá núi mà cao tương xứng với bề dọc, bề ngang của nó thì đã là một trong những núi đẹp nhất mà người ta có thể trông thấy. Nhưng mà đây không phải như vậy. Đôi khi người ta gặp một ngôi nhà khởi công với quy mô rộng lớn đến nỗi người xây dựng không bao giờ có thể hoàn thành được. Người ta thấy những nền móng kiên cố, những khung tòa vò vững chắc. Nhưng chẳng có chút tường cũng như tí mái nào cả. Công trình xây dựng chỉ mọc lên cao hơn mặt đất có vài bộ. Chú thích Bộ là đơn vị đo lường cổ ở châu Âu, dài hơn 32cm một tí. Hết chú thích. Chẳng có cái gì cho ta một ý niệm đúng hơn thế về quả núi ranh giới ấy. Có thể nói rằng đó là nền móng của một quả núi hơn là một quả núi đã hình thành. Nó mọc từ đồng bằng lên với những sườn dốc đứng. Khắp nơi những khối đá hiên ngang chồng chất lên nhau hình như để đỡ những gian phòng mênh mông, cao vút. Mọi thứ đều hùng vĩ và hoành tráng, nhưng mà thiếu mất bề cao. Người xây dựng đã chán và bỏ dở công việc trước khi đắp xong những sườn dài, những mũi nhọn, những đỉnh cao thường làm nên những tường thành và nóc mái của những quả núi bình thường. Để đền bù lại, quả núi lớn ấy được phủ kín những đại thụ hùng tráng. Từ những thửa nào, sồi và bồ đề đã mọc trong những thung lũng, phong và trăng trên các bờ hồ, thông trên những sườn treo leo và bách thì khắp nơi ở đâu mà có một nhúm mùn. Tất cả những loài cây ấy Họp thành khu rừng lớn, con Modern, mà xưa kia người ta khiếp sợ đến nỗi ai bắt buộc phải đi qua rừng đều gửi hồn cho Chúa và sửa soạn cái phúc lâm chung của mình. Rừng là một sao huyệt tuyệt vời cho những giả thú và những côn đồ, biết leo, biết bò, biết chui qua các bụi gai rậm rạp. Đối với những kẻ lương thiện, rừng chẳng có gì hấp dẫn. Âm u và hung gỡ, hoang vu và lừa lọc, gai nọc và chằn chịt. Rừng có những cổ thụ như hình những yêu tinh với thân đầy rêu, cành phủ địa y như những chòm râu dài. Người ta nhìn rừng với đôi mắt ảm đạm, vì với khí lực xum xuê, rừng như ngạo mạn thách thức cảnh nghèo khổ của họ tuy vậy cuối cùng rồi họ cũng hiểu ra rằng có lẽ họ có thể rút ra được chút lợi nào đấy ở khu rừng chăng họ bắt tay khai thác đẳng gỗ xẻ ván và kèo cột đem bán cho người ở đồng bằng vì chính những người này đã đẳng hết cây của mình đi rồi người ta tìm ra được rằng rừng có thể nuôi sống người ta chẳng kém gì đồng ruộng thế là họ đi đến chỗ nhìn rừng bằng con mắt khác hẳn Họ quen chăm sóc rừng và yêu mến rừng. Họ quên hết tất cả nỗi hận thù xưa kia và đi đến chỗ xem rừng như bạn tốt nhất của họ. Car. Vào khoảng 12 năm trước cuộc lữ hành lớn của Nils Holgersen, thì có việc một người chủ ở vùng Colmorden muốn loại bỏ một trong những con chó săn của mình. Ông ta cho tìm người gác rừng đến, và nói là không thể giữ con chó được nữa nó cứ rượt đuổi cừu và gà mãi không thôi vì vậy nó phải được đưa vào rừng và bắn chết người gác cầm đầu mút sợi dây dắt con chó đến chỗ mà người ta thường giết và chôn những chó không dùng vào việc gì nữa ông ta không phải là một người ác thật ra là ông ta cũng muốn trừ khử con chó đi vì ông ta biết rằng không những nó chỉ rượt đuổi cừu và gà mà còn thường thoát vào rừng để bắt thỏ hay gà rừng tơ nữa con chó nhỏ và đen ức và chân trước đều màu vàng nó tên là carr và thông minh đến mức hiểu tất cả những gì mà người ta nói khi người gác dẫn nó đi qua khu rừng thì nó biết rất rõ cái gì đang chờ nó nhưng mà nó chẳng để lộ ra chút gì cả nó không ngoẹo đầu cũng không quắp đuôi vào hai chân hình như nó vẫn vô tư lự như thường ngày chẳng phải người ta đang đi qua khu rừng mà ở đó nó đã là mối kinh hãi của tất cả mọi vật nhỏ cư trú tại đó ư nó tự nhủ khắp nơi trong bụi bờ gai góc người ta sẽ rất hài lòng nếu biết cái gì đang chờ mình nó bèn vẫy đuôi và sủa lên một tiếng vui vẻ để cho người ta đừng ngờ chút gì hết nhưng nó bỗng đổi cách đi nó vươn dài cổ ra và ngẩng đầu như để tru lên vậy và đáng lẽ chạy nước kiệu bên cạnh người gác thì nó cứ ở lại đằng sau người ta thấy rõ là một ý nghĩ khó chịu đã tác động mạnh đến nó mùa hè vừa mới bắt đầu những con nai xứ lạnh vừa mới đẻ con. Chú thích Ở những miền lạnh của ôn đới, ngoài loài nai thường còn có nai xứ lạnh. Cổ ngắn và gạt thì nhiều chạc dính liền nhau, làm cho gạt rộng bản và tỏa ngang ra hai bên. Chứ các chạc không thanh dài và vút cao lên như nai thường. Các ngôn ngữ châu Âu đều gọi nai xứ lạnh, theo tiếng Litva, là Etnis ở Thụy Điển rất nhiều nai này. Có con nặng tới 450 kg và sinh sôi nảy nở rất nhanh, nên được xem là chúa các loài vật trong rừng của đất nước này. Hết chú thích. Và chiều hôm qua, Carl tách được một con nai con mới đẻ chưa đầy 5 ngày ra khỏi mẹ nó và đuổi nó đến một cái đầm lầy. Ở đấy Karl đã rượt con nai con từ mô đất này sang mô đất khác. Không phải để vô lấy nó, mà chỉ để thấy nó sợ cho vui. Con nai mẹ biết rằng vào cử này, ít ngày sau khi băng tan, thì đầm lầy sâu lắm và không thể mang nổi một con vật to như nó, nên cứ ở trên đất liền cho đến khi không mở được nữa. Nhưng vì con nó mỗi lúc một chạy xa, nên bỗng nó liều mình xuống đầm lầy. Và đến lượt nó đuổi con chó đi và gọi con nó lại, rồi trở về đất liền. Loài nai xứ lạnh đi trong các đầm lầy, tránh không bị lún khéo léo hơn tất cả các loài vật khác, nên hai mẹ con hình như đã sắp thoát hiểm. Nhưng đến gần bờ thì một mùa đất mà con nai cái vừa đặt chân lên, bỗng sụt xuống bùn và nó bị lún theo. Nó cố gắng nhấc chân lên để đứng cho vững, nhưng không ăn thua. Và mỗi lúc một bị lún sâu thêm. Carl nhìn theo không dám thở. Trông thấy con nai không tài nào thoát chết được, nó liền ba chân bốn cẳng chạy trốn. Nó hiểu rằng một trận đòn nên thân đang chờ nó. Người ta biết rằng nó đã làm chết mất một con nai nó sợ đến mức chỉ khi đã về đến nhà mới dám thôi chạy cái việc xảy ra mà carl vừa nhớ lại là như vậy chẳng có việc xấu nào nó đã làm mà khiến nó xót xa đến thế nó có muốn làm hại con nai cái cũng như con nai con đâu nhưng mà nó đã là nguyên nhân gây ra cái chết của hai mẹ con bỗng nó nghĩ vả lại có thể là chúng chưa chết có thể là chúng đã được cứu thoát rồi nó hết sức muốn được biết sự thể đã ra sao người gác cầm sợi dây không chặt car thình lình né mình sang một bên và sợi dây tuột xuống đất car bèn chạy thoát qua cánh rừng về phía đầm lầy khi người gác muốn nhắm bắn thì nó đã xa quá rồi Người gác chạy theo. Đến đầm lầy thì bác gặp nó đang đứng trên một mô đất cách bờ vài mét, dùng hết sức tru tréo lên. Tò mò muốn biết việc gì đã xảy ra, ông ta bò bốn chân trên mặt băng ra xem. Chỉ một lát, ông ta tìm thấy một con nai cái bị vùi kín dưới bùn. Sát bên cạnh là con nai con. Nó còn sống nhưng không thể cửa quậy vì trong nó đã kiệt sức lắm rồi tho cúi xuống thân hình nó lúc thì tru lên kêu cứu lúc thì liếm liếm nó người gác lôi con vật bé nhỏ lên đất liền con chó như cuồng điên lên vì vui sướng nó nhảy nhó quanh người gác vừa nhảy vừa sủa và liếm hai tay ông ta người gác mang con nai con về và nhốt trong chuồng bò sau đó ông ta phải gọi người đến kéo con nai lớn ra khỏi đầm lầy mãi về cuối mới nhớ ra là phải đem bắn Kha. ông ta gọi nó và lại đi về phía rừng nhưng giữa đường dường như ông ta thay đổi ý kiến vì bỗng ông ta quay lại và đi về phía lâu đài Kha vẫn bình tĩnh đi theo ông ta nhưng thấy được đưa về lại nhà chủ thì nó đâm lo chắc rằng người gác đã biết rằng chính nó, Carl, đã gây ra cái chết của con nai mẹ. Và giờ đây người ta sắp đem nó ra đánh đòn trước khi giết nó. Nhưng mà bị đòn thì đối với Carl dường như là điều tệ hại nhất. Nó mất bình tĩnh, cái đầu rũ xuống, nó làm như chẳng nhận ra người nào nữa. ông chủ đứng trên tam cấp carl thu mình lại bé tí và nếp sát vào sau đôi chân người gác lúc mà ông này nói đến việc các con nai nhưng mà ông ta lại không hề kể câu chuyện theo lối mà con chó sợ ông ta khen carl rằng carl biết các con nai đang gặp nạn và đã muốn cứu chúng nó ông ta kết thúc câu chuyện rằng xin ông chủ tha lỗi cho Chứ tôi không thể giết chết con chó này được. Carl vẫn tai nghe. Nó có nghe rõ không? Dù nó có không muốn tỏ ra vẻ lo ngại chút nào đi nữa, thì nó cũng không thể không sủa lên một tiếng than thở nho nhỏ. Có thể nào chỉ mỗi cái việc nó muốn cứu các con nai mà đã đáng cứu mạng cho nó được? Ông chủ cũng đồng ý là Carl đã ăn ở tốt. Nhưng vì ông không muốn giữ nó nữa, nên ông do dự không biết quyết định ra sao. Sau cùng ông ta nói, Nếu anh muốn nhận nuôi nó và bảo đảm với ta là nó sẽ không làm những việc ngu dại nữa, thì ta rất muốn để cho nó sống. Người gác nhận lời, và Carl đã đến ở cái nhà trong rừng như thế đấy. Việc trốn đi của lông xám Từ đó Carl thôi hẳn không đi săn trộm nữa Vì không muốn làm phật lòng ông gác hơn là vì sợ Ông ta đã cứu sống nó Và nó đã quyến luyến với ông ta ngay Nó theo ông ta khắp nơi Khi ông ta đi tuần Carl chạy trước để trong chừng đường đi Và khi ông ta ở nhà Thì Carl nằm trước cửa thị sát tất cả những ai qua lại. Khi mọi vật đều yên tĩnh, chẳng nghe một bước chân nào trên đường cái. Và ông gác chăm sóc vườn ươm và các luống rau của ông ta. Thì Carl đến chơi với con nai con. Lúc đầu, Carl chẳng muốn chăm lo săn sóc con nai con chút nào. Nhưng vì nó theo chủ đi khắp nơi, nó cũng cùng đi với chủ vào cả chuồng bò những lúc người ta mang sữa cho con nai. Tha ngồi trước cái khoang dành cho con nai và nhìn nó uống. Ông gác đặt tên nó là lông xám vì không thấy nó xứng đáng với một cái tên nào đẹp hơn được. Và Tha cũng hoàn toàn đồng ý như vậy. Mỗi lần trông thấy nó, Kha lại nghĩ là chưa hề bao giờ trông thấy một cái gì xấu hơn và cấu tạo vụng về hơn thế. Con nai con có những cái cẳng dài lều nghèo, dính vào thân hình nó vụn đến nổi, có thể nói là nó đi trên những đôi cà kheo. Cái đầu to tướng, già nua và nhăn nhúm, và lúc nào cũng ngoẹo sang bên này hay bên kia. Bộ da thì lùng nhùng quá sức, gấp thành nếp, un thành cục, như thể một cái áo khoác độn bông quá to. Lúc nào nó cũng có vẻ buồn rầu và chán nản. Nhưng sự lạ là hễ trông thấy Ca là nó đứng phát dậy, như vui mừng được gặp con chó. Con vật bé nhỏ ấy hình như khó ở. Nó không lớn được, và sức của nó mỗi ngày một tệ thêm. Cuối cùng nó không dậy được nữa, dù có thấy Ca đến. Thế là con chó nhảy vào trong khoang. Một tia sáng nhỏ lóe lên trong đôi mắt của con vật đáng thương từ đó về sau, ngày nào Carl cũng đến thăm con Nai, ở hàng giờ cạnh nó, liếm nó, chơi đùa với nó, dạy cho nó những gì mà một con vật ở rừng phải biết. Thế là, xảy ra cái việc lạ. Con Nai liền béo tốt ra và lớn lên. Nó lớn nhanh đến nỗi chỉ sau hai tuần là không thể vào được cái khoang dành cho các con bê được nữa và người ta phải chuyển nó ra một đồng cỏ nhỏ có rào kín. Hai tháng sau, cẳng nó đã cao đến mức có thể leo qua hàng rào, chẳng khó khăn gì. Bây giờ ông gác được phép làm cho nó một cái hàng rào gỗ cao, bao quanh một cánh rừng nhỏ. Ở đấy nó sống nhiều năm và thành một con vật đẹp tuyệt. Carl vẫn thường xuyên đến chơi với nó, không phải vì thương hại nữa mà vì tình thân ái. Con nai vẫn luôn luôn u sầu và hình như uể oải và không còn sinh khí nữa. Chỉ kho là biết làm cho nó vui chơi mà thôi. Lông xám đã ở được 5 năm với ông gác rừng thì người chủ ấp nhận được thư của một vườn bách thú ở nước ngoài hỏi mua nó. Người gác rất khổ tâm vì việc ấy nhưng ông ta không có quyền bày tỏ ý kiến và việc bán con nai liền được quyết định carl biết ngay những gì sắp xảy đến và chạy đến báo với bạn nghĩ đến việc mất bạn con chó buồn khổ quá nhưng con nai thì bình tĩnh cam chịu số phận và hình như không bằng lòng mà cũng không phật lòng thế là cậu định để người ta dẫn đi không chống cự à carl hỏi chống lại làm gì con nai đáp tất nhiên là tôi muốn ở lại đây hơn nhưng nếu tôi mà bị bán thì thế nào người ta cũng dẫn tôi đi thôi kha nhìn con nai hồi lâu đưa mắt ướt tầm vóc của nó rõ ràng là nó chưa lớn hết mức nó chưa có đôi gạt rộng cái u cao cũng như cái bờm dày bằng những con nai đực đã đến độ tráng niên nhưng không phải vì thế mà nó không đủ sức để bảo vệ tự do của nó kha nghĩ rằng rõ ràng là nó đã sống suốt đời trong cảnh giam cầm nhưng kha chẳng nói gì hết kha chỉ quay lại thăm con nai sau nửa đêm cái lúc mà nó biết là lông xám sau một giấc ngủ đẩy mắt đang ăn bữa đầu tiên trong ngày nó nói lông xám à cậu để cho người ta dẫn đi cũng phải thôi cậu sẽ được giữ lại trong một khu vườn rộng và cậu sẽ sống một cuộc đời chẳng phải lo nghĩ gì chỉ thiệt một điều là cậu đi khỏi nước này mà không được trông thấy rừng bao giờ chú thích nước thụy điển hơn một nửa diện tích là rừng và vì vậy rừng là phong cảnh phổ biến của đất nước thụy điển hết chú thích Cậu biết đấy, phương châm của dòng họ cậu là: Nai xứ lạnh với rừng chỉ là một, mà cậu thì chưa hề nhìn thấy rừng là gì. Con nai đang ăn cỏ trẻ ba ngẩng đầu lên, nói với cái vẻ uể oải đã quen thường ngày. Tôi xem rừng cũng được, nhưng tôi không thể ra khỏi hàng rào. Quả đúng thế. Cản người ta mà ngắn như thế thì không thể nào ra được thật." Kha nói. Con nai cúi đầu, đưa mắt nhìn trộm nó. Kha bé tí thế mà mỗi ngày nhảy qua rào gỗ bao nhiêu lần. Lông xám đến gần hàng rào, nhảy một cái và chẳng hiểu sự việc đã xảy ra như thế nào, nó đã được tự do rồi. Kha và lông xám cùng đi vào rừng đêm cuối hè sáng trăng đẹp nhưng dưới tán rừng vẫn tối con nai đi rất chậm kha nói có lẽ trở lại thì hơn cậu không quen ở rừng và có thể ngã gãy cẳng con nai làm bộ không nghe tiếng nhưng nó rảo bước và ngẩng đầu lên Tha dẫn con nai vào một khu trong rừng có những cây bách đại thụ mọc dày đến nỗi gió không thể nào lọt vào được. Tha nói Chính ở đây những kẻ trong dòng họ cậu trú bão và rét. Mùa đông họ vẫn ở ngoài trời. Còn cậu thì sẽ được chỗ ở tốt hơn. Người ta sẽ để cậu ở trong một cái chuồng như một con bò. Lông xám chẳng đáp lại gì hết. Nó đã dừng lại và khoan khoái hít hương nồng của nhựa ở những lá bách. Sau cùng nó nói, Còn có gì cho tôi xem nữa không? Hay là chúng ta đã xem hết rồi? Carl đưa nó đến một đầm lầy lớn và chỉ cho nó những mô đất và những chỗ thụt. Carl nói, Những khi bị săn đuổi, loài nai chạy thoát thân qua chính đầm lầy này mình chẳng biết họ làm thế nào to lớn thế và nặng cân thế mà không lún xuống bùn cậu thì không thể nào bước đi trên một mảnh đất nguy hiểm như thế này được đâu nhưng may mắn là cậu sẽ không cần phải thử vì cậu sẽ không bao giờ bị thợ săn rượt đuổi lông xám không đáp lại nhưng nhảy một cái nó lao ngay xuống đầm lầy nó sung sướng cảm thấy các mô đất rung rinh dưới chân và nó chạy tung tăng ngang dọc khắp hướng giữa các chỗ thụt, rồi quay lại cạnh Carl, hỏi. Chúng ta đã thấy hết cả rừng chưa? Chưa, chưa hết. Carl trả lời. Carl đưa con nai về phía bìa rừng, nơi mọc nhiều cây lá rộng tốt đẹp. Rồi, bồ đề, hoàng diệp liễu. Carl nói chính ở đây những kẻ trong dòng họ cậu chạy đến ăn lá và vỏ cây họ xem đó là bữa tiệc nhưng mà ở nước ngoài cậu sẽ được ăn uống ngon lành hơn nhiều con nai tháng phục nhìn những cây cao giăng ra trên đầu nó những tán lá xanh um nó nếm lá sồi và vỏ những cây hoàng diệp liễu nó nói ngon và đắng hơn cỏ chẻ ba ít nhất cậu cũng được nếm một lần con chó nói xong nó đưa con nai đến một cái hồ nhỏ nước yên lặng phản chiếu bờ hồ phủ những màn sương mù nhẹ mờ mờ lông xám đứng cận lại nó kêu lên cái gì thế này nó chưa bao giờ trông thấy cái hồ Đây là một vũng nước lớn. Carl trả lời. Tập đoàn của cậu thường quen bơi từ bờ này sang bờ kia. Cậu chắc là không biết làm thế. Nhưng mà cậu có thể tắm một cái. Nói xong, thò nhảy xuống nước và bắt đầu bơi. Lông xám đứng trên bờ một lúc lâu, nhưng rồi cũng làm theo con chó. Khi nước mát đã dịu dàng phủ lấy thân hình, thì nó cảm thấy một nỗi khoái lạc làm nó thở hổn hển. Nó muốn dìm lưng xuống nước hồ và mỗi lúc một đi ra xa bờ. Nó nhận thấy là nước cứ làm cho nó nổi lên và nó liền lao xuống bơi. Nó bơi chung quanh kho và thấy như đã quen với nước từ bao giờ rồi. Khi trở lên bờ thì kho rủ nó đi về. Con nai cãi lại. Còn lâu mới sáng, đi thêm một vòng nữa trong rừng. Chúng lại đi sâu vào rừng. Chỉ một lát là đến một quảng rừng thưa nhỏ, có ánh trăng chiếu sáng. Cỏ và hoa lóng lánh sương móc. Ở đấy mấy con vật lớn đang ăn cỏ. Một con nai đực, vài con cái, những con nai tơ và những con khác bé tí. Trông thấy chúng, lồng xám đứng khựng lại. Nó chỉ hơi nhìn qua mấy con cái và con con. Nó dường như bị con nai già mê hoặc. Con nai đầu đàn có bộ sừng tuyệt đẹp, gồm nhiều tấm gạt xòe rộng và mọc lên bao nhiêu là chạc. Có một cái u cao ở giữa hai vai, một chiếc yếm phủ lông dài lũng lẳng dưới cổ. Giọng run run vì xúc động, lông xám hỏi. Ai đấy thế? tên là đội mũ miệng đấy. Kha nói. Và bà con của cậu đấy. Cả cậu cũng vậy. Một ngày kia rồi cậu cũng sẽ có những gạt rộng và một cái bờm như thế. Và nếu cậu ở lại trong rừng thì sau này cũng có một đàn nai mà dìu dắt như thế. Nếu là họ hàng nhà tôi thì tôi muốn được nhìn gần hơn. Lông xám nói. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra được một con vật tuyệt đến như thế nó đến gần đàn nai, nhưng quay lại ngay với kho đang chờ nó dưới bóng cây rừng. Kho nói, Hình như người ta không tiếp cậu à. Tôi nói đây là lần đầu tiên tôi được trông thấy những bà con, nhưng nay được lại đưa gạt ra dọa tôi. Cậu rút lui là phải, Kho nói. Còn non như cậu, mới chỉ có vài cái chạc đầu tiên, không nên đỏ sức với bọn nai già là phải. Một con khác mà nhượng bộ không chống cự thì sẽ bị toàn thể cánh rừng này làm về chế diễu. Nhưng cậu thì cần gì? Cậu có ở lại đây đâu mà đi ở nước ngoài cơ mà. Kho chưa nói hết câu thì lông xám đã quay lưng và chạy trở lại phía rừng thưa. Con nai già đón đầu nó, và cuộc chiến đấu bắt đầu hai con châu sừng vào nhau và đem hết sức bình sinh ra đẩy nhau lồng xám phải lùi qua suốt cả khoảng rừng thưa nó dường như không biết dùng sức mạnh của mình nhưng mà đến bìa rừng thì nó ấn chuối xuống đất chặt hơn cong mình trụ lại cố gắng hết sức và đến lượt nó đẩy được đối thủ lùi lại nó yên lặng mà chiến đấu còn con Nai già thì thở phì phì. Chợt nghe một tiếng cắt. Một cái chạc ở sừng con Nai già gãy. Nai già bỗng gỡ mình ra và chạy thoát vào rừng. Kha chờ bạn dưới bóng cây. Khi lông xám trở lại, nó nói. Giờ thì cậu đã thấy có những gì trong rừng rồi. Cậu có muốn trở về không? Vâng, trở về. Đến giờ rồi con nai đáp. Chúng lặng lẽ đi. Tho thở dài nhiều lần, tựa hồ thất vọng. Lồng xám thì bước đi, đầu ngẩng cao, hài lòng vì cuộc phiêu lưu vừa trải qua. Nó đi thẳng đến tận hàng rào không do dự. Nhưng đến đấy thì nó dừng lại. Nó đảo mắt nhìn khoảnh đất chật hẹp ở đó nó đã sống. Thấy mặt đất bị dẫm nát, cỏ ăn úa vàng cái chậu nhỏ nó thường uống nước và cái láng tối om nó thường ngủ. Nai với rừng chỉ là một. Nó kêu lên, rồi ngửa đầu ra đằng sau, nó vụt chạy trốn về phía rừng. Cái chết của lông xám Một buổi chiều, Akka, núi Kepnekais, và đàn ngỗng đến hạ xuống bờ một cái hồ ở giữa rừng. Đàn ngỗng còn ở trong rừng Colmoden, nhưng thuộc địa phận tỉnh Somlin. Xuân đến muộn, băng còn phủ mặt hồ, trừ một dải hẹp như thường thấy ở các vùng núi. Nước đã tự do dọc theo bờ đất. Đàn ngỗng lao xuống nước để tắm và kiếm ăn. Nils Holgersen sáng hôm ấy mất chiếc giày gỗ chạy giữa cây trăng và cây bạch dương trên bờ kiếm cái gì để quấn bàn chân chú phải đi khá xa để tìm sau cùng chú trông thấy một mảnh vỏ cây bạch dương chú lấy quấn vào bàn chân thì nghe sau lưng có tiếng lá khô sột soạt quay lại chú thấy một con rắn đang bò thẳng đến phía mình con rắn rất to và rất dài nhưng Nins thấy nó có hai vết màu nhạt hai bên má Nên cứ đứng yên Chú nghĩ Chỉ là con rắn ráo Nó chẳng thể làm hại mình được Nhưng con rắn hút chú một phát mạnh vào ngực Làm chú ngã nhào Nins vọt dậy chạy trốn Con rắn đuổi theo Mặt đất lỗ nhổm đá sỏi và đầy những cai góc làm chú bé không chạy được nhanh. Bởi vậy, trông thấy một khối đá treo leo, chú liền leo lên đấy. Đã đến trên cao, chú quay lại và thấy con vật cứ cố đuổi theo mình. Bên cạnh chú, trên chóp khối đá, có một tảng đá gần tròn, to bằng cái đầu người, nằm ngay bên cạnh sườn dốc và hình như lung lay. Thấy con rắn đến gần, Nils chạy ra phía sau tảng đá và đẩy xuống. Tảng đá lăn thẳng đến con rắn, cuốn nó đi và đè lên đầu nó. Thấy con rắn đột nhiên quằn quại mấy cái rồi nằm yên, Nin thở phào và nghĩ, thế là thoát, có lẽ mình chưa bao giờ gặp tai nạn nào ghê gớm hơn trong chuyến đi này. Chú vừa hoàn hồn thì liền nghe tiếng cánh chim lạo xạo và thấy một con chim hạ xuống đổ cạnh con rắn con chim đó thân hình và dáng dấp như một con quạ nhưng bộ lông đen tuyền bóng lên như ánh kim chú bé cẩn thận nấp vào một khe đá chú vẫn nhớ như in cuộc phiêu lưu với bầy quạ trước đây con chim đen bước bước dài trên con rắn và lấy mỏ khẽ để cái xác sau cùng nó vỗ cánh hai ba lần và kêu giọng cao chói óc chính là vô phương tự vệ, còn rắn ráo, mình thấy nằm chết ở đây. Một lần nữa, nó đi vòng quanh cái xác, rồi dừng lại như suy nghĩ thâm trầm. Vừa nghĩ vừa đưa chân lên gãi vào gáy. Rồi cuối cùng nó nói. Trong rừng không thể nào có hai con rắn to bằng này được, chỉ có thể là nó mà thôi. Hình như nó sắp mổ vào xác con rắn thì bỗng đứng lại và lẩm bẩm đừng làm bộ ngốc nữa bataki ạ à. làm sao mà có thể nghĩ đến việc ăn thịt con rắn trước khi gọi car đến đây nó sẽ không chịu tin là vô phương tự vệ kẻ thù của nó đã chết rồi nếu nó không tận mắt trông thấy Nins cố lập nghiêm đừng cười nhưng con chim cứ đi đi lại lại và nói năng một mình lòng trọng một cách lố bịch quá chừng đến nỗi chú bé không thể nào không bật cười được nghe tiếng con chim vỗ cánh một cái nhảy tót lên khối đá Nils đứng dậy đến trước mặt nó và hỏi có phải đằng ấy là Bataki con quạ và là bạn của Akka núi Kepneskais đấy không con chim nhìn chú chăm chăm rồi gật đầu ba lần có lẽ cậu là kẻ cùng bay với đàn ngỗng trời mà người ta gọi là tí hon chăng chính mình đây nils đáp được gặp cậu may mắn lắm thay có lẽ cậu có thể nói cho tôi biết ai đã giết con rắn này chính tảng đá mà mình lăn xuống đã đè bẹp nó đấy nils nói rồi kể lại sự việc đã xảy ra thế là tốt lắm đối với một nhân vật bé nhỏ như cậu con quả nói ở mạng này tôi có một đứa bạn sẽ rất vui sướng được biết tin con rắn này chết và đến lượt mình tôi sẽ rất hài lòng là có thể giúp cậu được việc ngoảnh đầu lại bataki lắng tai nghe nó nói nghe này kha đang ở gần đây nó sẽ vui sướng đến ngần nào Nins cũng lắng tai nghe rồi nói. Nó đang nói chuyện với đàn ngỗng. Nó lê mình ra bờ hồ để hỏi tin lông xám đấy. Chú bé và con quạ vội vàng đi ra phía bờ hồ. Tất cả đàn ngỗng đều đã lên bờ và đang bắt chuyện với một con chó già, yếu đuối, tàn tật đến nỗi tưởng như mỗi lúc có thể ngã lăn ra chết. Car đấy. Bataki bảo Nins, cứ để cho nó nghe chuyện đang ngỗng kể đã. Xong rồi chúng ta sẽ nói cho nó biết con rắn chết rồi. Akka kể. Như ta đã nói, đó là lúc mà chúng ta đi chuyến mùa xuân năm ngoái. Xy, Kaxi và ta, một buổi sáng, chúng ta khởi hành từ hồ Silesian ở tỉnh và đi qua các vùng rừng lớn giữa hai tỉnh Dalekalia và Hồ Sinh Lình. Nhìn xuống chúng, ta chỉ thấy những cây lá xanh sẫm. Tuyết đang còn dày, mặt sông ngòi đóng băng, lát đác mới có vài ba cái lỗ đen và dọc các bờ thì tuyết đã tan. Bỗng chúng ta trông thấy ba người thợ săn đang đi trong rừng. Họ đi ván trượt tuyết, dắt theo chó nhưng không có súng mặt tuyết rất rắn và chắc nên họ không theo những đường khúc khuỷu mà cứ đi thẳng trước mặt dường như họ biết rõ là họ đi về đâu chúng ta bay rất cao và nhìn thấy suốt cả vùng rừng đã trông thấy người đi săn chúng ta lại muốn thấy vật bị săn chúng ta bay vài vòng trên tán rừng vừa nhìn kỹ xuống giữa các thân cây Bỗng trong một lùm cây rậm, chúng ta trông thấy vật gì đấy giống như những khối đá lớn rêu phong. Chỉ có thể là đá vì bên trên không có tuyết. Chúng ta để mình rơi xuống giữ lùm cây. Ba khối đá nhúc nhích. Đó là ba con nai xứ lạnh, một đực và hai cái. Chúng ta đến gần thì con nai đực đứng dậy ta chưa bao giờ thấy con vật nào đẹp đến thế. Nhận ra là chỉ có ba con ngỗng trời tội nghiệp đã làm nó tỉnh giấc, nai liền nằm xuống đất. Đừng, đừng, bố già ạ, à, đừng ngủ lại. Ta nói thế. Chạy trốn nhanh đi, trong rừng có người đi săn và họ đang đi thẳng về phía này. Cảm ơn mẹ ngỗng ạ, à. nhưng mẹ biết rằng cử này là thời gian cấm săn nai những thợ săn đó đi lùng rừng bắt cáo đấy khắp nơi đều có lốt chân cáo nhưng thợ săn chẳng chút để ý đến hãy tin ta họ biết các bác đang ở đâu và họ đến để giết các bác đấy họ đi không đeo súng mà cầm dao và mang gậy bịt sắt nhọn và họ không dám nổ súng vào cửa này trong năm nai được vẫn bình tĩnh nhưng hai nai cái bắt đầu lo ngại có lẽ ngỗng nói đúng hai nai cái nói và đứng hai chân trước lên cứ ở yên nai được nói thợ săn chẳng đến đây đâu chắc chắn như vậy chẳng biết làm thế nào được chúng ta bèn bay lên nhưng không đi xa nơi đó vả lại vừa lên đến độ cao thường ngày thì chúng ta thấy nai được đi ra khỏi lùm cây nai đánh hơi bốn chung quanh rồi đi thẳng về phía các thợ săn vừa đi vừa giẫm lên những cành cây gãy răng rắc một cái đầm rộng quang quẻ chắn ngang lối đi nai đến đứng ở chính giữa để cho ai cũng trông thấy nai ở đấy cho đến lúc mà bọn thợ săn từ rừng đi ra bấy giờ nai mới vọt lên và bỏ chạy nhưng không chạy về phía trước mà nó đã đến bọn thợ săn thả chó ra và đuổi theo rất nhanh vì chân đi ván trượt tuyết. Nai được đầu ngã ra phía sau chạy hết tốc lực, tuyết bay thành lớp quanh mình. Chó và người tụt lại đằng sau rất xa. Thế là nai dừng chân như chờ đợi, rồi khi trông thấy chúng lại chạy tiếp. Chúng ta hiểu là nai muốn kéo bọn thợ săn và chó đi xa nơi có các nai cái. Cứ thế, cuộc săn đuổi kéo dài 2-3 giờ. Chúng ta ngạc nhiên thấy bọn thợ săn cứ cố chấp đuổi theo một kẻ chạy nhanh đến thế, vì họ không có súng. Vậy họ tưởng là có thể làm cho nó mệt được chăng? Nhưng lúc ấy chúng ta nhận thấy nai không chạy nhanh được như trước nữa. Nai đặt chân lên mặt tuyết cẩn thận hơn. Và khi nhấc chân lên thì để lại những vết máu. Thế là chúng ta hiểu tại sao mà bọn thợ săn không nản lòng. Họ tin là tuyết sẽ có lợi cho họ. Nai được nặng cân, cứ mỗi bước lại lún thêm. Và bề mặt rắn của tuyết cọ vào chân nai, làm tuốt cả lông và da. Bọn thợ săn đi ván trượt và các con chó khá nhẹ cân, dễ chạy trên mặt băng, vẫn đuổi theo nai và nai cứ chạy cứ chạy nhưng bước chân càng kém chắc chắn nai trượt chân và thở hồng hộc chịu đau đớn ghê gớm nai kiệt sức vì vất vả với lớp tuyết dày sau cùng nai không nhịn được nữa nai đứng lại để cho bọn chó và thợ săn đến gần và chiến đấu với chúng trong khi chờ Nai ngước nhìn lên trời và trông thấy chúng ta, nay kêu lên, Này, hãy chờ xem cảnh kết thúc. Sau này đi qua rừng Modern, ngỗng hãy tìm Kha con chó và nói lại rằng bạn già lông xám của Kha đã chết một cái chết đẹp. Nghe đến đấy, con chó già đứng dậy đến gần Akka và nói. lông xám đã sống một cuộc đời lương thiện nó quen ta nó biết rằng ta là một con chó trung thực và ta sung sướng được biết là nó đã chết một cái chết đẹp giờ kể cho ta nghe nó vẫn đuôi và ngẩng đầu lên cho tư thế hiên ngang và dũng cảm nhưng lại quỵ xuống ngay đúng lúc ấy nghe tiếng người gọi trong rừng con chó già lại đứng dậy Nó nói Ông chủ ta đang gọi Và ta không muốn chậm trễ Lúc nãy ta đã thấy ông ấy nạp đạn vào súng Ông ấy với ta Chúng ta cùng đi vào rừng một lần cuối Ta cảm ơn ngỗng trời Giờ ta đã được biết tất cả những gì ta cần biết Để mãn nguyện đi đến cái chết 24. Băng tan Thứ năm, 28 tháng 4 Buổi sáng hôm ấy, còn rất sớm, hai đứa trẻ người tỉnh Smolin, Osa, cô bé chăn ngỗng, và bé Max, đang đi trên đường cái từ tỉnh Somlin Sang tỉnh Noke Chú thích Tỉnh Noke Ở phía tây tỉnh Somlin Cách một cái hồ lớn Là hồ Holma Thế chú thích Con đường ấy chạy dọc bờ nam hồ Holma Và hai đứa nhìn băng Đang còn phủ phần lớn mặt hồ Mặt trời ban mai Tỏa ánh sáng trong trẻo xuống đấy và băng chưa hề có chút nào cái diện mạo âm u và phản trắc như thường thấy trong mùa xuân mà lại ánh lên trắng trẻo và hấp dẫn nhìn xa tới đâu cũng thấy băng có vẻ chắc và khô mưa to hôm trước nước đã chảy vào các kẽ nứt và lòng khe hoặc bị chính băng hút lấy hai đứa chỉ trông thấy một bề mặt đẹp rực rỡ ô xa cô bé chăn ngỗng và bé max đang đi lên miền bắc hai đứa trẻ nghĩ đến bao nhiêu bước đường sẽ rút ngắn được nếu chúng có thể đi băng qua mặt cái hồ lớn chứ không phải đi vòng quanh bờ chúng không phải không biết rằng tin cậy vào băng mùa xuân là nguy hiểm nhưng mà lớp băng này xem ra hoàn toàn rắn chắc người ta trông thấy ở gần bờ băng còn dày những mấy lóng tay người ta lại thấy cả một con đường trên mặt băng và bờ hồ bên kia hình như rất gần, chỉ một giờ là đủ để sang đến nơi. Bé Max đề nghị Ta đi thử, chỉ cần để ý đừng lao xuống một cái lỗ là trôi chảy cả thôi. Chúng bèn đi lên mặt hồ. Băng không trơn lắm mà đi rất thích chân. Tuy vậy, băng có nhiều nước hơn chúng tưởng một tí thỉnh thoảng có chỗ băng xốp và để nước chảy qua òng ọc đó là những chỗ phải tránh nhưng chẳng có gì dễ hơn việc ấy giữa ban ngày và mặt trời sáng như thế này hai đứa trẻ đi nhanh không mệt nhọc gì mừng vì có ý kiến hay đã tránh được một đoạn đường vòng dài và lầy lội chúng đến gần đảo vin một bà cụ già nhìn qua cửa sổ trông thấy chúng bà liền chạy vội ra dang hai tay làm những dấu hiệu tuyệt vọng với chúng và thét to nói với chúng điều gì mà chúng không nghe thấy tuy vậy chúng cũng hiểu là bà cụ báo cho chúng biết đừng nên đi tiếp nữa nhưng mà chúng thì đang ở trên mặt băng chúng thấy rõ là chẳng có gì nguy hiểm cả đường đi đang tốt thế này mà rời bỏ mặt băng thì thật là ngốc Thế là chúng đi quá hòn đảo và gặp phải trước mặt một khoảng rộng, ít ra là 2 hay 3 dặm. Chú thích Dặm là đơn vị cổ ở châu Âu bằng 4.444 mét. Hết chú thích Ở đấy có những vũng nước rộng đến mức không lội qua được, phải đi vòng quanh. Chúng lại lấy thế làm thích. Chúng thi nhau xem ai tìm ra những lối đi tốt nhất chúng chẳng thấy đói cũng chẳng thấy mệt chốc chốc nhìn sang bờ bên kia chúng lại ngạc nhiên thấy còn xa quá dù chúng đã đi những một giờ rồi bé mát nói em nghĩ là cái bờ hồ nó lùi trên cánh đồng băng rộng lớn ấy chẳng còn có cái gì nữa để che cho chúng cái gió tây cứ mỗi phút lại thổi dữ thêm và làm quần áo chúng dính sát vào thân hình đi khá khó nhọc cái gió lạnh thấm thía ấy là nỗi bực mình đầu tiên mà chúng gặp phải một việc nữa làm chúng ngạc nhiên hết sức là gió thổi đến với tiếng rất dữ tựa hồ mang theo cả cái huyên náo của một nhà xây to rộng hay một nhà máy cái ồn ào này có thể từ đâu đến được chúng đã đi men bên trái một hòn đảo lớn và thấy hình như rốt cục đã đến gần bên bờ bắc nhưng đúng lúc ấy gió trở nên khó chịu hơn và tiếng ồn càng to thêm bỗng chúng như hiểu ra rằng tiếng ồn ào đó là tiếng sóng lao vào bờ và bị vỡ tung ra thành bọt nhưng làm sao mà có thể như thế được bởi vì hồ đang còn đóng băng kia mà tuy vậy chúng vẫn đứng lại và nhìn quanh thế là chúng trông thấy ở rất xa bên phía tây một bức thành thấp trắng cắt qua mặt hồ từ bên này sang bên kia thoạt tiên chúng cho rằng đó là một đống tuyết ven một đường đi nhưng rồi chúng hiểu ngay rằng đó là bọt của những đợt sóng lao vào khối băng nhìn thấy thế chúng nắm tay nhau và bắt đầu chạy chẳng nói chẳng rằng hồ mở rộng ra đằng phía tây và chúng tưởng như trông thấy cái đường màu trắng kia tiến nhanh sang phía đông băng sắp vỡ ra khắp nơi chăng chúng cảm thấy nguy quá bỗng chúng thấy hình như mặt băng dâng lên đúng ở chỗ chúng đang chạy băng dâng lên rồi hạ xuống như được đẩy từ phía dưới đồng thời chúng nghe một tiếng chát tai từ khối băng phát ra và những đường nứt của băng tỏa ra khắp mọi hướng như những nan hoa. Chúng trông thấy những đường nứt ấy chạy trên mặt băng. Tiếp theo là một lúc yên tĩnh, rồi mặt băng lại dâng lên và lại hạ xuống từ từ. Những đường nứt mở rộng ra thành kẻ hở và nước chảy qua các kẻ ấy. Rồi thì các kẻ hở thành ra những khe rộng và lớp băng chia ra thành những mảng băng lớn bền bồng. ô xa ơi băng tan bé max nói đúng băng tan nhưng mà mình còn có thể đến đất liền được chạy nhanh lên thật vậy sóng và gió còn phải gian khổ chán mới quét hết băng trên mặt hồ được khi lớp băng vỡ tung ra là cái khó nhất đã làm xong nhưng tất cả các mảnh băng to kia cũng phải đập vỡ ra thành phiến và các phiến lại còn phải đập nhỏ nghiền tơi, hòa tan ra nữa chứ. Mà bây giờ thì băng đang còn là những cánh đồng rộng, dày và chắc. Cái làm tăng mối nguy cho hai đứa bé là chúng không làm sao nhìn ra xa được. Chúng không thể nhìn thấy các khe nước ngăn không cho chúng đi qua chỗ nào. Chúng cứ đi lang thang, phó mặt cho may rủi. Và đáng lẽ đến gần đất liền, thì lại đi ra xa, hoang mang hoảng hốt trước khối băng đang nẻ đang nứt sau cùng chúng dừng lại và bắt đầu khóc đúng lúc ấy một đàn ngỗng trời theo hình chữ nhân bay qua nghe như một tiếng rít cao các con ngỗng kêu to và kêu đi kêu lại giữa những tiếng kêu hai đứa trẻ tưởng như nghe thấy mấy tiếng đi sang phải sang phải sang phải chúng nghe theo lời khuyên nhưng chỉ lát sau lại phải dừng chân sững sờ trước một cái khe rộng nhưng chúng lại nghe đàn ngỗng kêu và chúng nghe rõ mấy tiếng ở đâu cứ chờ đấy ở đâu cứ chờ đấy hai đứa trẻ chẳng nói với nhau một tiếng nhưng chúng vâng theo lời kia chẳng mấy chốc các mảng băng trôi lại dính vào nhau và thế là chúng vượt qua được cái khe. Chúng lại nắm lấy tay nhau chạy. Việc cứ giúp lạ lùng đó làm chúng sợ hãi, chẳng kém gì cơn nguy đang gặp. Khi chúng lại ngập ngừng, thì tiếng nói liền vẳng xuống. Thẳng trước mặt, thẳng trước mặt. Sự thể cứ thế tiếp tục trong nửa giờ liền. Cuối cùng chúng đến mũi đất, Lunier, và có thể bỏ mặt băng, lội qua nước cạn đi lên bờ. Đến đất liền, chúng cũng chẳng đứng lại để nhìn mặt hồ, mà các đợt sóng đã bắt đầu xô đổ những khối băng. Vì nỗi khiếp sợ vẫn đuổi theo chúng mãi không thôi. Chỉ một hồi sau Osa mới dừng lại, nó nói: "Đứng đây chờ chị một tí, bé Mas a, à, chị quên cái này." Nó chạy về phía bờ hồ, lục lại trong cái bị của nó và rút ra một chiếc giày gỗ đem đặt trên một tảng đá. Chỗ ai cũng trông thấy rất rõ. Rồi nó chạy nhanh lại với em nó. Cô bé vừa quay lưng thì một con ngỗng trắng to liền lao thẳng xuống tảng đá, quáp lấy chiếc giày gỗ và bay vút lên, cũng nhanh chẳng kém gì khi lao xuống vậy. 25 việc chia gia tài Đàn ngỗng trời đã đến cứu Osa, cô bé chăn ngỗng và bé Max để chúng vượt qua hồ Henma xong rồi bay thẳng lên phía bắc và đến tỉnh Westmanland Ở đấy ngỗng hạ xuống một trong những cánh đồng rộng của vùng Fellingsborough để nghỉ và ăn cho lại sức. Cả Nins nữa cũng đói, nhưng kiếm khắp mọi phía mà chẳng có gì ăn được cả. Đi xem xét chung quanh thì chú trông thấy ở cánh đồng bên cạnh hai người đang cày. Bỗng họ ngừng lại và ngồi xuống ăn trưa. Nins liền chạy về phía họ và đến rất gần. Có thể là họ ăn xong thì sẽ vớ được vài miếng ăn thừa. Cả một mẫu vỏ bánh mì cũng nên. Một con đường cái chạy dọc theo cánh đồng và trên đường có một ông lão đang đi. Trông thấy hai người đi cày, ông lão leo qua hàng rào đi về phía họ. Ông ta nói, Lão cũng vậy, đã đến giờ ăn. Rồi cầm túi thức ăn lên, ông ta lấy ra bơ và bánh mì không phải ngồi ăn một mình bên vệ đường thật là dễ chịu chỉ một chốc hai người cày ruộng được biết rằng họ đang cùng ăn với một người thợ mỏ ở xứ norland chú thích norland là xứ bắc gồm mấy tỉnh ở phía bắc miền đồng bằng thụy điển còn miền đồng bằng là nam phần của đất nước ấy thì gồm những tỉnh mà Nils đã bay qua cùng với tỉnh Westmanland đang đến và mấy tỉnh sắp bay đến nữa. Hết chú thích. Từ nay về sau, ông ta không thể làm việc được nữa, nhưng vẫn ở một túp nhà con bên cạnh mỏ. Ông ta có một người con gái lấy chồng trong vùng Fellingsbro. Ông ta vừa đi thăm con về. Và cô ta rất muốn bố đến ở với mình. Nhưng ông lão không thể quyết định như thế được. Vậy ra bác không cho rằng vùng này cũng đẹp chẳng kém gì xứ Northland à? Mấy người nông dân nói, vừa nói vừa miếm môi một tí, vì họ thừa biết rằng Fellingsboro là một trong những vùng đẹp nhất và giàu nhất nước làm sao mà tôi lại có thể ở một cái đồng bằng giống như thế này được? Ông lão kêu lên, vừa kêu vừa làm điệu bộ như gạt ra một ý nghĩ không thể tưởng tượng được. Cả ba người liền hết sức hữu ái bàn xem trong tỉnh Westmanland, nơi nào ở thích hơn cả. Một trong hai người dân cày sinh ở Fellingsbro và ca tụng những giá trị của vùng mình. Nhưng người kia quê ở vùng Westeros thì cho rằng các bờ phá Mela với những soi đất phủ rừng và những cái gền xinh xắn đã thành nơi đẹp nhất đất nước. Chú thích Phá là một vùng nước lớn có lối thông ra biển. Hết chú thích dù sao, ông lão vẫn không chịu để cho người ta thuyết phục và muốn tỏ cho những người kia thấy là mình có lý Ông ta xin phép kể cho họ nghe một câu chuyện mà ông ta đã được nghe ông già bà cả kể từ thuở còn thơ. Cách ngày nay lâu lâu lắm, ở tỉnh Westmanland có một bà già thuộc một dòng giống khổng lồ, giàu có đến mức mà sở hữu là toàn thể miền này. Dù ở trong cảnh sung túc vô cùng, bà ta vẫn mang những mối lo lớn vì không biết chia tài sản cho ba con trai như thế nào. Bà ta thương người con út hơn cả và muốn anh ta được phần tốt nhất. Nhưng đồng thời bà ta lại sợ là cái ân huệ ấy sẽ làm cho hai người anh oán hận anh ta. Nếu họ thấy là việc chia gia tài không được công bằng. Một hôm, bà mẹ cảm thấy là mình đã quá gần đất xa trời để có thể còn suy nghĩ lâu la hơn nữa về cái điều vẫn làm mình bận tâm thế là bà ta cho gọi ba con trai đến và nói với họ về cái gia tài mẹ đã chia của cải ra làm ba phần và các con hãy tự chọn lấy phần mình bà bảo họ thế phần thứ nhất gồm tất cả những rừng sồi của mẹ những lùm cây um tùm và những bãi cỏ nở hoa quay quần quanh phá Meller. Chú thích: Meller là cái phá nổi tiếng từ thủ đô Stockholm. Ăn xa vào nội địa. Dalarna là tỉnh nổi tiếng đẹp ở phía tây bắc, tỉnh Västmanland. Hết chú thích con nào chọn phần này sẽ được những đồng cỏ tốt tươi để nuôi cừu và bò ở ven bờ phá và ở trên các soi bãi thì hái củi tươi nếu không muốn trồng trọt gì vô số vũng và lạch từ biển ăn sâu vào đất liền sẽ đem đến nhiều khả năng cho việc buôn bán đường biển và việc giao lưu với nội địa ở các cửa sông chủ nhân của đất này có thể xây dựng những cảng rất tốt và vì thế mẹ cho rằng làng mạc và thành thị sẽ mọc lên dễ dàng trên lãnh thổ này đất đai dù bị chia cắt manh muốn như thế vẫn không ngăn trở gì việc trồng trọt con cháu chủ nhân vùng này phải đi lại từ đảo nọ sang đảo kia mới có lợi họ sẽ thành những nhà hàng hải giỏi có thể vượt biển đến những đất nước xa xôi và kiếm được ở đấy những tài sản lớn vậy phần thứ nhất của mẹ là thế các con nghĩ thế nào Ba người con trai đều đồng ý rằng phần đó thật tuyệt vời. Người nào mà được thì chỉ còn có thể cho rằng mình là người hạnh phúc nữa mà thôi. Quả thật phần này chẳng chút khuyết điểm nào cả. Bà lão khổng lồ lại nói tiếp. Nhưng mà phần thứ hai cũng chẳng đáng coi thường vì mẹ đã gom vào đấy tất cả những đất đai bằng phẳng và những đồn điền quan đảng mà mẹ có. Cánh đồng này tiếp theo cánh đồng kia suốt từ miền phá mellor cho đến tận tỉnh dalana con nào lấy phần này sẽ chẳng có gì ân hận có thể tha hồ mà gieo trồng có thể lập những vườn cây rộng lớn và từ đời cha ông cho đến đời con cháu sẽ chẳng phải lo lắng về miếng ăn lấy một ngày vì để cho đồng bằng khỏi khô cạn mẹ đã đào ra những con sông lớn trên dòng thỉnh thoảng lại có những thác nước đủ sức để quay các cối xay hay để đặt những lò đúc. Dọc các dòng sông đó, mẹ lại bố trí những bãi cát, cho rừng cây mọc lên thuận tiện để ngày sau có củi mà đun. Đó là cái phần thứ hai của mẹ. Con nào mà được thì sẽ hoàn toàn có lý do để mãn nguyện. Ba người con trai cho là mẹ nói phải và cảm ơn mẹ đã vì họ mà bố trí mọi thứ hoàn hảo đến thế. mẹ đã cố làm hết sức mình bà lão nói tiếp nhưng giờ thì mẹ đi đến cái việc đã làm mẹ băn khoăn hơn cả vì các con thấy đấy mẹ đã bỏ vào phần thứ nhất tất cả các cánh đồng trồng cây các bãi cỏ các rừng sồi của mẹ vào phần thứ hai tất cả các cánh đồng gieo trồng tất cả những đất mới khai phá của mẹ nhưng khi mẹ muốn kiếm cái gì để xây dựng phần thứ ba, thì mẹ mới thấy là tất cả của cải của mẹ chỉ còn lại có những sườn dốc phủ cây thông, những rừng cây bách, những vách núi đá và những phiến đá xám. Không kể những bụi đổ tung căng cỗi, những lùm cây sơ sát, những cây bạch dương và những cái hồ nhỏ. Và mẹ không thể mong là một con nào của mẹ lại ưa thích những thứ ấy được. Tuy vậy, mẹ cũng quấy quá thu vén tất cả cảnh khổ ấy đem đặt ra ở phía bắc và phía tây miền đất bằng phẳng mẹ lo rằng con nào mà chọn cái phần này thì sẽ chẳng còn có thể chờ mong cái gì ngoài cảnh nghèo khổ cừu và dê đúng là đàn gia súc duy nhất có thể nuôi được ở đây rồi lại phải câu cá trên các hồ săn bắn trong rừng để nuôi thân trong cái phần này có vô số thác nước để có thể dựng lên những nhà say rộng bao nhiêu cũng được nhưng mẹ sợ rằng ở đây chỉ có vỏ cây để mà say thôi và chủ nhân của phần đất sẽ phải gian khổ chống lại sói và gấu ở những chốn hoang vu này cái phần thứ ba mẹ cũng biết rõ là không thể sánh được với hai phần kia và giá mẹ chưa già đến thế này thì mẹ đã chia lại gia tài nhưng mà việc ấy không thể làm được nữa rồi và giờ đây trong giờ phút cuối cùng của mẹ mẹ không thể nào yên tâm vì không biết phải cho con nào cái phần này phần xấu nhất trong cả ba phần các con đều hiếu thảo tất cả ba con nên mẹ thật là khổ tâm vì phải tỏ ra bất công đối với một trong ba con ngừng lời bà lão khổng lồ lo lắng nhìn các con Giờ họ không nói năng như lúc nãy, là bà đã chia của cải đúng hết sức nữa. Họ lặng thinh, và người ta thấy rõ ràng chủ nhân của phần đất thứ ba kia sẽ chỉ có thể là bất mãn mà thôi. Nhưng người con mà bà mẹ thương nhất không thể chịu nổi cái cảnh mẹ phải băn khoăn phiền muộn như vậy. Anh ta liền nói: "Xin mẹ đừng lo buồn về việc chia này nữa." trái lại mẹ hãy bình tĩnh và an tâm mà nhắm mắt mẹ cứ cho con cái phần thứ ba con sẽ cố tận dụng phần đó và có thành công hay không con cũng sẽ không ca tháng gì khi thấy các anh con may mắn hơn con người con vừa nói xong thì bà mẹ liền bình tĩnh trở lại bà cảm ơn con và khen con có tấm lòng quảng đại bà chẳng còn chút khó khăn nào trong việc chia hai phần đất kia vì có thể nói là hai phần giá trị chẳng hơn kém gì nhau cả khi mọi việc đã giải quyết xong bà lão cám ơn người con út một lần nữa nói rằng chính bà đã mong chờ anh ta giúp bà bà xin anh ta khi đã đến cái xứ sở hoang vu của mình thì nhớ lại tấm lòng thương yêu lớn lao của bà đối với anh ta nói xong bà nhắm mắt và qua đời chôn cất bà xong ba anh em mỗi người đi xem xét phần gia tài của mình hai người anh tất nhiên chỉ có thể mãn nguyện mà thôi người con thứ ba đi lên xứ sở hoang dã của mình và thấy là mẹ mình đã nói đúng của cải của anh chủ yếu chỉ gồm có những sống núi đá và những chiếc hồ con anh hiểu rằng mẹ anh đã nghĩ đến anh với tấm lòng thương yêu khi dựng nên đất này để dành phần cho anh vì tuy là trong tay chỉ có những thành phần xấu kém, bà đã tập hợp cả lại, chăm chút đến thế nào và đã làm ra cái vùng đẹp nhất trong mọi vùng này. cái xứ hoang dã làm cho người ta sợ này không phải vì hoang dã mà kém phần tươi đẹp. người con út hài lòng nhận thấy thế, nhưng anh ta vẫn không được sung sướng. bỗng anh ta trông thấy đất chỗ này chỗ kia có một vẻ là lạ lạ và xem xét kỹ hơn anh ta phát hiện ra là gần như khắp nơi đều có những mạch kim loại chạy thành vỉa ở trong đất anh ta tìm thấy nhiều nhất là sắt nhưng cũng nhiều bạc và đồng chú thích sắt là nguồn lợi lớn nhất của thụy điển xưa nay nổi tiếng khắp thế giới hết chú thích ước đoán rằng tài sản của mình nhiều hơn của hai anh dân già anh ta bắt đầu hiểu dụng ý của mẹ như thế nào khi bà chia gia tài cho các con